Để tiếp tục, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Tuy Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập tại hội nghị G20 trong cuối tháng 6, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiến đến giai đoạn thứ nhì trầm trọng hơn năm 2018. Tổng thống Trump quyết định hôm 5 tháng 5 tăng thuế từ 10 đến 25% trên 200 tỷ Mỹ Kim hàng hóa Trung Quốc, rồi tiếp tục leo thang tăng thêm trên 325 tỷ Mỹ Kim sau đó nữa. Tổng thống dọa như thế để Trung Quốc chấp thuận ký một thỏa thuận nhượng bộ mậu dịch với Hoa Kỳ. Ông Cesar Rojas, kinh tế gia toàn cầu của nhóm Citigroup, cho việc tăng thuế sẽ khiến cho số lạm phát của Hoa Kỳ tăng cao. Nhiều nhà nghiên cứu đã cảnh báo mức thuế tăng sẽ ảnh hưởng tai hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ, có thể đi đến mức suy trầm. Và Trung Quốc cũng sẽ bị thiệt hại nặng nề hơn. Cử tri thử hỏi quay, dân tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ có bị ảnh hưởng gì về quyết định của Tổng thống không? Trước hết, Trung Quốc cũng dọa sẽ tăng thuế mặt hàng trên 60 tỷ Mỹ Kim của Mỹ xuất cảng qua Trung Quốc, nhất là sản phẩm nông nghiệp. Ngay sau tuyên bố đó, thì chứng khoán Dow giảm mạnh xuống 617 điểm, tương đương với 2.4% trong tuần đầu tháng 3, làm Nasdaq cũng giảm 3.4%. Kéo dây chuyền theo đó, các thương mại Caterpillar, Apple, Boeing giảm theo, cùng với các thị trường chứng khoán bên châu Á và châu Âu. Trung Quốc tuyên bố sẽ đàm thoại nhưng quả quyết không chịu nhượng bộ thêm. Ông Chad Brown thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson viết trên Twitter là các tác động của đợt đánh thuế năm 2018 đã bị đẩy qua cho người tiêu thụ dưới hình thức là giá hàng hóa cao hơn tại Mỹ. Ngoài ra, nghiên cứu của các đại học Columbia, Princeton và các kinh tế gia của Cục Dự trữ Liên bang New York công bố trong năm 2018 là các công ty Mỹ tăng giá bán hàng của họ đè lên trên các doanh nghiệp và các người tiêu thụ. Phải chăng vì thế mà Trung Quốc trì trệ và muốn đợi thương thuyết có lợi hơn cho họ với một nội các mới trong năm 2020 hay chăng? Đại học UCLA cũng cho biết là cuộc nghiên cứu của họ cho thấy là người lao động ở các địa hạt đảng Cộng Hòa chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh thương mại giữa Tổng thống Trump với các quốc gia khác. Thí dụ như trong năm 2018, Trung Quốc bỏ mua đậu nành của Mỹ làm tổn hại cho các doanh nghiệp nông thôn Mỹ. Còn Liên minh Âu Châu mở xưởng sản xuất xe mô tô Harley Davidson để né thuế nhập cảng của Mỹ, làm cho doanh nghiệp Hoa Kỳ bị đóng cửa. Nếu tình trạng này kéo dài, thì có thể nhiều công ty hãng xưởng và nông trại Mỹ sẽ bị phá sản. Cố vấn kinh tế tòa Bạch Ốc Larry Kudlow cho biết là những hàng hóa của Mỹ đã tăng giá cao. Tuy vậy, ông nói là Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập sẽ gặp nhau tại hội nghị G20 tại Nhật trong cuối tháng 6 và mong đôi bên sẽ đạt được một thỏa thuận mỹ mãn. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Bích Phương sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.